Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Xe tăng Israel bao vây phía đông Rafah. Tối ngày 10 tháng 5, nội các chiến tranh của Israel đã thông qua việc mở rộng có chừng mực các hoạt động của quân đội nước này tại thành phố Rafah. Hãng Reuters đưa tin ngày 10 tháng 5, xe tăng của Israel đã chiếm giữ con đường chính phân chia nửa phía đông và phía tây của thành phố Rafah, bao vây toàn bộ phía đông thành phố ở phía nam Dải Gaza này. Người dân tại khu vực này cho biết họ nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ gần như liên tục trong các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Israel với lực lượng Hamas và thánh chiến Hồi giáo ở phía đông và đông bắc thành phố Rafah. Lực lượng Hamas cho biết đã phục kích một xe tăng của Israel gần nhà thờ Hồi giáo ở phía đông thành phố Rafah, một chỉ dấu cho thấy quân đội Israel đã xâm nhập vào thành phố vài km từ phía đông đến vùng ngoại ô của Rafah. Trước đó, Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực phía đông thành phố Rafah, khiến hàng chục ngàn người phải tìm nơi trú ẩn ở bên ngoài. Chính phủ Israel luôn khẳng định sẽ không thể giành được phần thắng trong cuộc chiến với Hamas nếu không hạ được thành trì cuối cùng của lực lượng này tại Rafah. Quân đội Israel cho biết đã xác định được một số đường hầm ở phía đông thành phố Rafah và giao tranh với Hamas dưới sự yểm trợ của không quân, tiêu diệt một số tay súng của Hamas. Trong khi đó, Hamas thề quyết tâm chống trả đến cùng. Abu Hassan, 50 tuổi, một người dân sống tại Tel al-Sultan, phía tây thành phố Rafah mô tả, ngày càng có nhiều người rời bỏ Rafah. Quân đội Israel đang nhắm mục tiêu vào toàn bộ thành phố, chứ không chỉ có phía đông, bằng xe tăng và các cuộc không kích. Kênh truyền hình Al-Kahira News dẫn một nguồn tin cấp cao của Ai Cập cho biết, các phái đoàn của Hamas và Israel đã rời Cairo ngày 9 tháng 5 sau 2 ngày đàm phán và lệnh ngừng bắn ở dải Gaza mà không đạt thỏa thuận nào. Vòng đàm phán được nối lại vào ngày 7 tháng 5 với sự tham gia đầy đủ của cả 5 phái đoàn, trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza ngày càng leo thang nguy hiểm. Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, yêu cầu hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cuộc xung đột Gaza kéo dài hơn 7 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của 34.904 người Palestine và khiến 78.514 người bị thương. Xung đột cũng gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạ tầng ở Gaza và khiến đa số cư dân trên dải đất ven Địa Trung Hải này phải di tản. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Jordan Bisser Khasane kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, cũng như công nhận một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền dựa trên đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Theo phía Ai Cập, sự công nhận này sẽ mang lại công lý và đạt được an ninh và ổn định trong khu vực, mở ra triển vọng phát triển cho tất cả các dân tộc trong khu vực. Trong khi đó, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại thành phố Rafah sẽ không thúc đẩy mục tiêu đánh bại Hamas ở dải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cảnh báo chiến dịch ở Rafah sẽ làm suy yếu vị thế của Israel trong những cuộc đàm phán giải thoát con tin với Hamas. Liệu Israel có cần thêm vũ khí của Mỹ cho cuộc tấn công Rafah? Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ trang The Guardian Anh, mức độ viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, phản ánh cường độ của cuộc tấn công vào Gaza. Một số chuyên gia lo ngại cuộc tấn công lớn vào Rafah sẽ không thể xảy ra nếu Washington ngừng cung cấp bom, đạn pháo và các loại đạn dược khác cho Tel Aviv. Rất khó để biết số liệu chính xác về số vũ khí Mỹ đã gửi cho Israel, một phần vì Washington thận trọng trong việc tiết lộ các chuyến hàng. Mặt khác, Mỹ cũng có thể dựa vào các phê duyệt cũ của Quốc hội, đôi khi có từ nhiều năm trước, để gửi vũ khí cho đồng minh mà không cần giấy phép mới. Trước đó, hồi tháng 3, giới chức Mỹ cho biết trước Quốc hội rằng hơn 100 đơn hàng quân sự nước ngoài riêng biệt đã được gửi tới Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Một tổ chức tư vấn của Mỹ báo cáo rằng Lầu Năm Góc đôi khi gặp khó khăn trong việc tìm đủ máy bay chở hàng để cung cấp cho Israel các hệ thống này vì có quá nhiều vũ khí đang chờ được vận chuyển. Thỏa thuận có thời hạn 10 năm do cựu Tổng thống Barack Obama ký vào năm 2016 đã cho phép Mỹ chi 3,3 tỷ USD cho vũ khí mỗi năm kể từ năm 2018, cùng với 500 triệu USD mỗi năm cho các hệ thống phòng không. Ngoài ra, vào tháng 4, Quốc hội Mỹ cũng phê duyệt thêm khoản viện trợ quân sự trị giá 13 tỷ USD, bao gồm 5,2 tỷ USD để tăng cường hệ thống phòng không hiện có. Quan hệ an ninh giữa Mỹ và Israel đã bắt đầu từ những năm 1960. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 123 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm trong kho vũ khí nhập khẩu của Israel
69% đến từ Mỹ và việc tạm dừng vận chuyển vũ khí rất hiếm khi xảy ra. Năm 1982, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng trì hoãn việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 vì không hài lòng với việc Israel tấn công Liban. Trong cuộc xung đột hiện tại, Lầu Năm Góc rất ít khi công bố thông tin chi tiết về lượng viện trợ mà họ đã gửi cho Israel. Tháng 11 năm 2023, Mỹ đã gửi 320 triệu USD bom chính xác cho Israel. Tháng sau đó, Washington tiếp tục gửi 14.000 quả đạn xe tăng trị giá 106 triệu USD và 57.000 quả đạn pháo 155mm cùng ngòi nổ và mồi trị giá 147,5 triệu USD với 30.000 viên lựu đạn pháo cho Tel Aviv. Trong khi đó, lực lượng không quân Israel cho biết vào giữa tháng 2 năm 2024, họ đã tấn công 29.000 mục tiêu ở Gaza sau hơn 4 tháng xảy ra xung đột. Theo Bộ Y tế Gaza, đây là một phần trong chiến lược ném bom khiến 34.780 người Palestine thiệt mạng. Điều bất ngờ là Mỹ thậm chí còn cân nhắc cung cấp 1.700 quả bom 227kg và đặc biệt là 1.800 quả bom nặng 907kg hiện đã bị chính quyền Tổng thống Biden ngừng gửi tới Israel. Bom 907kg nặng gấp 4 lần so với những quả bom lớn nhất mà Mỹ sử dụng để chống lại IS ở Mosul, đủ mạnh để làm nổ tung một khu chung cư nhỏ và để lại hố rộng 12m. Mỹ cảnh báo Israel về kết cục của chiến dịch quân sự ở Rafah. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Nhà Trắng ngày 9 tháng 5 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Rafah sẽ không thúc đẩy mục tiêu đánh bại phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Phát biểu trước báo giới, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nêu rõ, theo quan điểm của ông Biden, chiến dịch tấn công Rafah sẽ không thúc đẩy được mục tiêu đó. Theo ông Kirby, Hamas đã bị Israel gây áp lực lớn và hiện có nhiều biện pháp tốt hơn để truy lùng tàn dư của giới lãnh đạo phong trào này, thay vì một chiến dịch có rủi ro cao đối với dân thường. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng cũng lưu ý, lập luận cho rằng bằng cách nào đó chúng tôi đang rời xa Israel hoặc không sẵn lòng giúp họ đánh bại Hamas là không phù hợp với thực tế. Cũng trong ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố chiến dịch quân sự lớn ở Rafah sẽ làm suy yếu vị thế của Israel trong những cuộc đàm phán giải thoát con tin với Hamas. Ông Miller nhấn mạnh, Washington tiếp tục phối hợp với Israel liên quan đến các nội dung sửa đổi đối với đề xuất ngừng bắn do Hamas đưa ra, đồng thời cho biết các bên đang từng bước hoàn thiện văn bản của một thỏa thuận. Song, quá trình này vấp phải muôn vàn khó khăn. Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao của Israel cùng ngày cho biết vòng đàm phán hiện nay ở Cairo, Ai Cập về thỏa thuận trả tự do cho các con tin đã kết thúc mà không có giải pháp rõ ràng do những bất đồng. Theo quan chức trên, phái đoàn Israel đang trở về nước và theo Aviv sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Rafah cùng các khu vực khác ở dải Gaza như kế hoạch đã định. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9 tháng 5 đã phản bác tuyên bố của Tổng thống Biden về việc Mỹ tạm dừng cung cấp một số loại vũ khí cho Israel nếu tấn công Rafah, khẳng định nước này sẵn sàng hành động độc lập trong trường hợp cần thiết. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nêu rõ, như tôi đã nói, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tay không, nhưng chúng tôi có nhiều hơn thế, đồng thời khẳng định chúng tôi sẽ cùng nhau chiến thắng. Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định quân đội nước này có đủ vũ khí cần thiết cho những hoạt động ở Rafah và các chiến dịch khác theo kế hoạch. Trước đó, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Rafah, nơi trên 1 triệu người dân Palestine đang tránh trú tạm thời kể từ khi xảy ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận nước này đã dừng một đợt vận chuyển đạn dược cho Israel, thể hiện sự phản đối của Washington đối với chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!